Dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Quận Bình Tân đang được xem là điểm nóng nhất về tình hình dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Bình Tân đang phải huy động tổng lực tham gia, đặc biệt là lực lượng y tế tư nhân để việc chống dịch có hiệu quả. Ông Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân cho biết, quận đã vận hành 7 khu cách ly các ca bệnh với trên 2.200 giường, phong tỏa 620 điểm và đã thành lập 276 tổ tự quản trong các khu phong tỏa. Toàn bộ hệ thống y tế công lập Bình Tân đã vận hành tối đa, cùng với đó đã kêu gọi chi viện từ nhiều đoàn cán bộ, nhân viên y tế, nhưng vẫn chưa đáp ứng được so với mức độ lây lan dịch bệnh. Ông Lê Văn Thinh, Bí thư Quận ủy Bình Tân chia sẻ, cả hệ thống chính trị cũng như cá nhân tôi cũng đang tích cực vận động đông đảo các lực lượng tham gia chống dịch. Một số doanh nghiệp, bệnh viện cũng đã nhận lời giúp quận trong giai đoạn cam go này, huy động đến đâu là bố trí, sắp xếp các công việc phù hợp ngay đến đó. Quận Bình Tân cũng mong lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh sớm thành lập bệnh viện dã chiến có quy mô 500 đến 1.000 giường để thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 ở Bình Tân. Cùng với đó, sớm bố trí tiêm vaccine cho công nhân, lao động trong các khu trọ. Nhiều công ty đã dừng hoạt động nên Bình Tân mong muốn các tỉnh, thành phối hợp, hỗ trợ đưa công dân của các tỉnh, thành phố đang ở trọ ở Bình Tân về.